Thánh Bonaventura. Thánh Bonaventura sinh năm 1221 tại Bagnoria, gần Viterbo. Thánh Bonaventura là con ông Giovanni Fisanda và bà Retila. Ngài được đặt tên là Giovanni. Lúc lên 4, Ngài lâm trọng bệnh vô phương cứu chữa. Người mẹ vội ẵm Ngài tới gặp Thánh Francisco khó khăn. Thánh nhân thương cha mẹ dâng lời cầu nguyện và Giovanni hết bệnh. Sung sướng, người mẹ kêu lên: "O Bonaventura, ôi biến cố phúc lộc!" Từ đó Giovanni mang tên Bonaventura. Ngài theo học tại dòng anh em hèn mọn. Tới tuổi 15, Bonaventura theo học tại Paris, trung tâm ánh sáng thời đó. Ngài sống thanh trong đến nỗi Alexandre the Hell nhận xét: "Anh giống như Adam chưa hề phạm tội." Ngài kết thân với sinh viên tài ba khác là Thomas Aquino. Ngỡ ngàng về sự hiểu biết của bạn mình, Thomas hỏi Bonaventura Ngài đã học sách nào. Bonaventura chỉ cây thánh giá trả lời: "Đây là nguồn mọi hiểu biết của tôi. Tôi học Chúa Giêsu bị đóng đinh." Năm 1257, Ngài được chọn làm bề trên của dòng Francisco. Tình thế Ngài phải đối diện rất là phức tạp. Trong dòng đang có sự phân rẽ giữa những người nhiệt tâm muốn tuân giữ nghiêm ngặt luật dòng và những người muốn chước giảm. Nhờ sự thánh thiện và tài khéo léo, Bonaventura đã giải quyết các vấn đề cách ổn thỏa, đến nỗi Ngài đang được gọi là đấng sáng lập thứ hai của dòng. Trong kỳ đại hội ở Naples năm 1250, Ngài đã ban hành hiến pháp đầu tiên cho dòng. Sau đó, Ngài liên tiếp thăm viếng không biết mệt các tỉnh dòng để quan sát việc thực hiện bản quy luật này. Chính Ngài tổ chức việc hồng hành cho các giáo sĩ trong dòng, làm cho công cuộc tông đồ được phổ biến rộng rãi đến cả những bậc thức giả lẫn giới bình dân. Chính Bonaventura là một nhà dòng giảng thuyết có biệt tài. Ngài đã giảng thuyết từ các tu viện tới các thành phố ở Âu Châu, trước mặt vua Louis thứ 9, Đức Giáo Hoàng. Luôn luôn Ngài thu phục được cảm tình của thính giả. Một thầy dòng khiêm tốn tên là Gilles hỏi Ngài: "Các cha thông thái được Chúa ban cho nhiều tài năng, còn chúng con có thể làm được gì?" Bonaventura trả lời: "Nếu Chúa ban cho một người tài năng khác là ơn yêu mến Ngài, thế là đủ rồi, và là kho tàng quý báu nhất." Thầy dòng hỏi tiếp: "Một người không biết đọc, không biết viết, có thể yêu mến Chúa như một nhà thông thái biết mọi sự được không?" Thánh nhân trả lời: "Chắc chắn rồi, một bà già có thể yêu Chúa hơn cả một nhà tiến sĩ thần học." Thầy dòng vui vẻ la lớn: "Một bà già có thể yêu Chúa hơn cả cha Bonaventura của chúng ta nữa." Ngài còn tiếp: "Biết một chút về Chúa còn hơn là biết mọi sự trong trời đất." Ngoài những hoạt động bên ngoài ấy, Bonaventura còn lo viết sách để huấn luyện các tu sĩ và những sách về triết học, thần học và thánh kinh. Chúng ta có thể kể đến cuốn Chú giải luật dòng Francisco, Hành tích Thánh Francisco, nhất là cuốn Hành trình của linh hồn hướng về Thiên Chúa. Trong nỗ lực xây dựng hội thánh, Bonaventura tỏ ra khiêm tốn. Người ta kể rằng Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 10 truyền cho Thánh Thomas và Thánh Bonaventura soạn thảo bộ kinh lễ thánh thể. Khi hai vị vào ý kiến Đức Giáo Hoàng trình bày công việc, Thánh Bonaventura xé nát bản văn của mình. Cùng với lời khiêm tốn ấy, Bonaventura đã từ chối chức tổng giám mục thành giốc và Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 4 đề nghị. Lòng khiêm tốn ấy không ngăn cản sự cương quyết và can đảm của Ngài chống lại thuyết sai lầm Aristotle và Averro. Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 10 đã quyết định đặt Ngài làm hồng y cai quản giáo phận Albano và truyền Ngài về Roma ngay. Khi hai sứ thần mang mũ hồng y đến,
ngài còn đang rửa chén. Ngày 28 tháng 5 năm 1273, ngài nhận chức và là cánh tay đắc lực của Đức Giáo Hoàng. Phần đóng góp của ngài vào sự hợp nhất giáo hội Hy Lạp và Roma tại công đồng Lyon thật lớn lao. Khi công đồng Lyon còn đang nhóm họp, thì Bonaventura từ trần ngày 14 tháng 7 năm 1274. Đức Sixto thứ 4 phong ngài lên bậc hiện tánh năm 1482 và Đức Sixto thứ 5 đã đặt ngài lên làm tiến sĩ hội thánh năm 1858. Người ta gọi ngài là tiến sĩ sốt mến. Lạy Chúa, xin cho chúng con vừa được đức khôn ngoan phi thường của thánh nhân soi sáng, vừa được lòng bác ái nồng nhiệt của người khích lệ.